các bạn nha. Bữa nay mình sẽ dẫn các bạn đi đi câu cá thò lòi nha các bạn. Ở chỗ mình thì kêu ngắn gọn là con cá lòi. Còn cái tên đúng của nó là cá thò lòi nha các bạn. Bữa nay thì mình sẽ dắt các bạn đi cắm câu cá thò lòi nha các bạn. Ở sau lưng mình là cái vuông chắc nước cạn rồi đó. Mình sẽ dắt các bạn đi ra ngoài đó là để mà cắm câu nha các bạn. Mình sẽ dắt các bạn đi dọc theo cái bờ này nè các bạn. Dọc theo cái kênh này nè, hang cá lòi nhiều lắm các bạn. Mình đang đứng gần cái hang. Cái hang này nó mới, con cá nó mới nhào vô luôn. Rồi mình đặt cái, lấy cái lá cây mình để cục mồi nha các bạn. Mình lấy cái lá cây mình trải xuống đây nè. Để mình để cái cục mồi lên các bạn. Cho nó con cá nó dễ thấy á các bạn. Giờ mình để dưới lá cây này thôi. Rồi mình cầm cái cần câu xuống. Rồi để vậy là nó ăn thôi các bạn. Bẻ lá được bỏ vô. Cái hàng này không biết nó ra nó vô đây. Ta đi, người ta đi bắt quen á, người ta biết cái con nào ra con nào vô nha các bạn. Mình nghiệp dư rồi mình đi cắm mà không biết nó ra hay nó vô nữa. Rồi, vậy là xong rồi đó các bạn. Cái cắm câu này thì nếu mà có nó trỏng thì nó mau ăn lắm nha các bạn. Rồi, mình sẽ tắt máy, mình cầm hết mười mấy cái cần câu này rồi. Chừng nào mình đi thăm rồi mình quay lại cho các bạn xem. Rồi, nãy giờ mình đi thả câu thì cũng được 2-3 tiếng rồi các bạn. Nãy giờ mình đi sớm rồi. Nhắc này mình mới về nè. Bây giờ mình đi thăm câu nha các bạn. Mới có 9 giờ mấy mà nắng quá trời các bạn. Tới cái hang đầu tiên nè các bạn. Không ăn rồi các bạn, nắng quá. Rồi, hang này nó ăn rồi, không dính không. Như nó ra luôn hay gì các bạn. Rồi, giục luôn rồi. Mới được con mà cũng giục nữa. Nắng quá nó không lên các bạn. Cái cần nó mang nó dính không nữa các bạn. Cái cọng dây nó không gan luôn rồi. Dùng băng này chắc không dính. Ê dính rồi các bạn. Dính cá lòi các bạn. Đầu tiên trong đời luôn nè các bạn. Còn sống luôn nè. Bốn cần mới dính được con. Con này nó ăn luôn rồi nè. Rồi sảy luôn các bạn. Sảy luôn. Mình cắm có 14 cần hả các bạn. Nó có dính con một.
Rồi này bị con còng nó lôi vô hang luôn. Đây con còng nó lôi vô hang nè các bạn thấy không? Cái này nó lôi xuống nè, không biết. Không biết dính đâu nè. Rồi, dính đâu mà giật cả thôi. Các bạn thấy câu giật không? Dính luôn nha các bạn. Ây da. Đừng có xảy nghe con. Ý da. Sướng không ạ? Ú ú không các bạn? Ai em. Trời ơi. Con còng nó lôi vô hang nữa nè. Bỏ đại nó đi các bạn. Nước lớn nó lên nó ăn. Chắc có hai con không ạ? Đây, cái này dính nữa rồi nè. Bạn thấy cậu không? Cái này chắc ăn dính. Đó. Giật tới thấy chưa? Nó cứ ngắt chị. Xuống dưới nó quẹo lên vậy nè các bạn. Lôi mày ra. Cái này bự rồi các bạn. Bạn thấy không? Bự không? Nó là bự ghê luôn á. Con này bự nhất nãy giờ nha các bạn. Gì? Mập u u luôn các bạn, cái bụng phè ra các bạn thấy không? Con này nó dính nữa nè các bạn. Ôi, dính ham quá. Mấy con kia sao mà nó không dính? Mấy con này dính nữa nè các bạn. Này dính nữa rồi nè. Đó. Rồi, vũ luôn ơi. Ai ơi. Vũ luôn không ạ? Hay. Để quay cho các bạn xem mà vũ luôn. Clip mình đi câu cá lòi đến đây là kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ cái kênh Thú Vị Cà Mau của mình nha các bạn. Các bạn nhấn ngay cái chuông để nhận được cái thông báo sớm nhất của clip mình ra nha các bạn. Xin tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.